Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình đưa mọi người đi tham quan cái vườn lan của anh trai nhé. Đấy. Đây là niềm đam mê của những người chơi lan. Đấy. Nếu anh em nào mà thích chơi lan thì mọi người theo dõi video của mình nhé. Để mình đưa mọi người đi xem phi điệp này. Rất nhiều loại lan nhé. Thôi bây giờ không nói gì nhiều nữa, mình đưa mọi người vào tham quan vườn lan. Đây, đến nơi đó mọi người nhé. Đấy, đưa mọi người xem lan. Đây, gốc này mình cũng không biết tên nhé. Còn trên này là dòng phi điệp hết nhé mọi người nhé. Đây, mình đưa mọi người xem từng dàn. Đây, từng khóm. Khóm này là khóm tuy nó hai ba nhánh ba cây thôi nhưng mà rất mật nhá, rất béo nhá mọi người, rất bự luôn. Đây lan này là rất bự nhá mọi người nhá. Đây nhá. Mọi người thấy đẹp không? Cực kỳ là ok nhá, lan này, lan như này là đẹp lắm rồi mọi người ạ. Nhưng mà có những người thì không đam mê là vì họ không chơi lan. Đấy. Mình quay cho anh em nào mà thiện chí nếu mà chơi lan thì ủng hộ mình và nhớ xem video của mình nhé. Đây. Lan rất là đẹp nha mọi người nhỉ. Đây. Quá dài luôn. Từ trên này xuống đây là chắc là chỉ được tầm khoảng mét, hơn mét. Đây nhá, cho mọi người xem kỳ phi điệp. Mọi người xem kỳ phi điệp nhá mọi người nhá. Đây. Rễ của nó rất là ok nhá. Rễ như thế này là mang đi trồng ok lắm. Đây. Cái cuống của thân của nó bự lắm mọi người ạ. Nhiều gốc nào như gốc nào cũng như gốc nào nhé mọi người nhé. Gốc này là rễ dài lắm rồi mọi người ạ. Gốc này rễ dài lắm, mình cũng không hỏi chủ nhà cho nên là không biết là chủ nó cách trồng như thế nào nhé mọi người. Để hôm nào mình mới quay video cho mọi người xem và rất là đẹp nhé mọi người. Cây cạnh này thì trồng cây này vào làm cạnh nhé, nhưng mà mình cũng thấy chủ nhà nó bám, nó lấy cây kỳ phi điệp nó buộc vào đây rất là đẹp. Đây. À, còn gốc này không biết là tên gì nhá, nhưng mà cũng đẹp. Siêu tầm ở từ dưới miền Nam nhé mọi người nhé. Có cây thì mua không biết là tận đâu rồi. Chơi lan thì phải chơi, trồng thì phải chăm sóc tốt như thế này mới gọi là lan đẹp nhé mọi người. Đây. Hai gốc này người ta bảo là cận báo nhé mọi người, nhưng mà mình cũng không biết rõ đấy. Nghe những anh em nào anh em chơi trước nói bảo là cận báo. Đây, gốc này cũng rất là đẹp, kỳ từ từ gốc xuống nhá. Đây, còn nhiều cây bên này nhớ mọi người ạ. Một gốc đây này. Không cần trồng rổ nữa mọi người, chỉ cần buộc vào những thân gốc cây thối này, nhưng mà những gốc cây này là đặt cây cây gỗ tốt này, gỗ cứng này, bền, xong là mình buộc vào đấy là nó bám, xong rồi buộc cả phân trâu này, phân các kiểu vào.
Những gốc này rất là đẹp. Mình qua cho mọi người xem nhé, mọi người nhớ theo dõi và mọi người nhé. Lan này. Lan này là lan lan gì mọi người nhé? Mình không biết tên. Có rất nhiều loại nhé. Đây là đùi gà, có người gọi là còn gọi là đùi gà, có người còn gọi là cồng gà nhé mọi người. Nhiều loại. Đây, khóm này là phi điệp hoa vàng nhé mọi người nhé. Đây, cái vườn lan làm rất đơn giản nhưng mà lan của nó rất rất chi là đạt tiêu chuẩn của lan phi điệp nhé mọi người. Mọi người nhớ xem video của mình và đăng ký ủng hộ mình nhé. Để lúc nào nếu mà phi điệp nó nở hoa, đến mùa nở hoa thì mình lại tiếp tục làm video cho mọi người xem chiêm ngưỡng hoa của nó. Cực kỳ là đẹp và thu hút nha mọi người nhé. Một dàn lan rất là ok, béo bự. Thôi video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ mình và đăng ký kênh mình nhé, để mình làm những video về lan này, về mọi thứ trong cuộc sống của mình, cho mọi người được biết và được hiểu là người dân vùng cao của mình là nó cuộc sống nó khốn khổ như thế nào nhé mọi người nhé.